Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Nước hoa hay là phim ảnh hay là âm nhạc, nó đều có một cái đặc điểm chung, đó là nó đi theo từng giai đoạn trong độ tuổi của chúng ta. Ví dụ khi mà chúng ta còn dạng như kiểu mẹ si tè ấy, còn lớn lớn hơn một chút, là tầm 4-5 tuổi ạ, thì lúc ấy chúng ta thích xem phim hoạt hình Tom và Jerry. Lớn hơn chút nữa thì chúng ta thích xem những cái phim hoạt hình, ví dụ như là như ngày xưa mình thích xem Một Sư Tử, đó, những cái kiểu phim như thế. Và đến khi 14-15 thì chúng ta thích xem những phim siêu anh hùng. Và lớn hơn chút nữa thì chúng ta bắt đầu, khi chúng ta đã có những cái nhận thức rồi thì chúng ta thích xem những cái phim nó có cái tính sâu sắc hơn. Đó, thì nước hoa cũng sẽ là như thế. Trong từng cái giai đoạn độ tuổi thì chúng ta sẽ chọn những cái mùi hương mà nó phù hợp với cái style, cái phong cách của mình. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái chai nước hoa mà nó gần sát với từng độ tuổi của chúng ta, theo cái cảm nhận của mình, theo cái quan điểm của mình. Thì mình sẽ giới thiệu, ví dụ như bắt đầu từ độ tuổi này, mình sẽ lấy mốc bắt đầu từ độ 18, bởi vì năm bắt đầu 18 tuổi thì chúng ta đã có đầy đủ những cái nhận thức rồi, thì lúc đấy chúng ta việc sử dụng nước hoa nó cũng là hết sức bình thường. Và mình sẽ giới thiệu trong từng giai đoạn thì chúng ta sẽ dùng mùi hương nào mà mình cảm thấy là phù hợp nhất. Ok, từ năm 18 tuổi thì cái suy nghĩ chúng ta nó vẫn còn rất là nhẹ nhàng, nó vẫn còn tươi mới, nó chưa bị ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống của xung quanh, thì cái mùi hương của chúng ta cũng sẽ như thế. Nó chỉ đơn thuần là một mùi hương tươi mát, sạch sẽ, không, khi mà mọi người ngửi không cần phải nghĩ quá nhiều là mùi hương này nó như thế nào, mùi hương này cảm nhận ra làm sao, thì chúng ta cũng không cần điều đó. Và hai chai nước hoa ở đây mình muốn giới thiệu cho các anh em, đó là Thierry Mugler Cologne và Clinique Happy for Men. Đây là hai chai nước hoa mà có cái phong cách soapy, xà phòng, do đó là chúng ta có thể xịt 5 lần, 10 lần tùy theo nhu cầu của anh em. Nhưng tự chung lại, đây là hai mùi hương sẽ mang đến cho các bạn khi mà các bạn bắt đầu sử dụng nước hoa một cái cảm giác rất là tươi trẻ, sạch sẽ. Và đối với mình thì mình nghĩ chỉ cần như thế là đủ, không cần phải quá phức tạp nhiều làm cái gì cả. Do đó, năm 18 tuổi mình hướng dẫn đến, mình luôn chia sẻ đến anh em hai chai nước hoa Thierry Mugler Cologne và Clinique Happy for Men. Ok, giai đoạn tiếp theo đó là từ 19 đến 23. Để nói ngắn gọn về giai đoạn này, đó là chào mừng đến với tự do. Bởi vì tại sao mình lại nói thế? Bởi vì khi này chúng ta đã đi học đại học, chúng ta đã sẽ có những cái giao lưu mới, có những buổi party, có những cái rung động đầu đời. Và tất nhiên lúc này chúng ta sẽ cần một cái mùi hương để mà làm sao nói lên một phần tính cách của chúng ta. Ví dụ như bạn là một người có cái phong cách thể thao, đúng không? Rất là bạn luôn luôn muốn tiến lên phía trước, thì Chanel Eau de Parfum Sport là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em. Có thể là mọi người cảm thấy là cái mùi hương này nó rất là cũ rồi, tại sao lại vẫn nói lại cái chai nước hoa này? Thì mình nghĩ chỉ đơn thuần đơn giản là giữa một cái mùi hương có thể là nó hơi cũ, thế nhưng cái hiệu năng của nó, cái ghi điểm của nó tốt, thì tại sao mình lại không có đưa vào trong cái list của mình? Do đó, nếu như anh em nào có một cái phong cách năng động, trẻ trung và giống như một cái đường đồ thị hình xin luôn muốn đi lên, thì Chanel Eau de Parfum Sport là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Nếu như anh em nào vẫn muốn một cái sự tươi trẻ nhưng thích một cái gì đấy đã có cái sự già dặn hơn so với các bạn trang cùng lứa, có nghĩa là mình vẫn muốn mình tươi trẻ nhưng mình thích nổi bật trong cái nhóm bạn của mình, với ghi điểm với các bạn gái của mình, ghi điểm với người lớn, trong mắt người lớn, đó là mình đã có cái sự chín chắn hơn, sự từng trải hơn. Đó thì Bonita Veneta Pure Homme là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Chai nước hoa này nó có da thuộc, nhưng ở cái phong cách mix mùi của nó có cái theo cái nhóm hương aromatic, nhóm hương thơm ngát, do đó cái mùi hương da thuộc của nó không u tối, nó không dày dặn, nó không quá là già mà bình thường chúng ta hay được ngửi. Mà cái mùi hương da thuộc của chai nước hoa này nó rất là tươi trẻ, nó rất là teen đó, bởi vì nó theo cái nhóm aromatic, nhóm hương thơm ngát. Do đó nếu như anh em nào mà yêu thích cái sự khác biệt so với các bạn trẻ cùng lứa tuổi của mình, nhưng mà mình vẫn không bị mất đi cái tuổi trẻ, mình già mình suy nghĩ mình chín chắn hơn nhưng mình không bị mất đi cái chất tuổi trẻ, thì Bonita Veneta Pure Homme là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Ok, và cuối cùng, nếu như anh em nào yêu thích một cái phong cách lãng tử, thích sexy, đúng không, dạng như kiểu Đông Giang chẳng hạn, thì Park Robin Black Excess là cái sự lựa chọn của các anh em. Mùi hương này thì mùi dứa, mùi hương này là mùi dứa, và sau khi cái dry down của nó xuống thì nó rất là sexy, nó rất là cuốn hút. Anh em nào mà xịt chai nước hoa này và cộng thêm cái phong cách của mình, nếu như mà mình đam mê theo phong cách lãng tử thì rất là ok, rất là phù hợp.
Để tổng hợp La Chan Hua từ giai đoạn từ 19 đến 23, bọn những anh em nào yêu thích một cách sport năng động thì Chanel of Home Sport. Nếu như anh em nào thích phong cách đã già dặn hơn so với các bạn cùng lứa thì Bonita Veneta Pro Home. Còn nếu như anh em nào yêu thích phong cách sexy, ga lăng thì Paco Rabanne Black Excess. Okay. Sau khi tốt nghiệp đại học thì chúng ta sẽ đi làm. Mới đây là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ cần mùi hương nó nhiều ý nghĩa hơn, nó phản ánh đúng với cái tính cách của chúng ta hơn. Và đây là do cái giai đoạn mà chúng ta sẽ mở rộng những mối quan hệ xã hội, cho đó chúng ta sẽ cần được phân mùi hương đi làm, mùa hè, trong mùa đông dùng chai gì và đi chơi dùng chai gì đó. Thì nếu với nước hoa dành cho mùa hè, hai chai nước hoa mình muốn gợi ý đến chơi anh em đúng không? Nước hoa Cuxon Versace Pro Homme, không cần phải nói nhiều chai nước hoa này nữa nhá. Và chai nước hoa thứ hai đó là Guinness by Year. Chai nước hoa này là một sản phẩm của Na Uy và nó lấy cái tinh thần mùi hương ở những cái dãy núi cao ở trên Na Uy, nơi có tuyết, có sương, có mùi cây trên núi. Do đó đây là một mùi hương rất là dễ chịu, các anh em khi mà xịt đi làm thì rất là thích hợp. Đó, sản phẩm của nhà Na Uy. Còn thu đông chúng ta sử dụng chai nước hoa gì? Thực ra nó có rất nhiều chai nước hoa mà anh em có thể sử dụng. Và đây mình muốn gợi ý cho anh em đó là Prada Lunar Rose. Prada Lone Intense. Một sự kết hợp giữa hoa diên mỹ, gia thuộc và đậu tôn ca, tạo nên một mùi hương rất là thanh lịch. Nó không quá ngọt và nó cũng không quá là nồng. Do đó rất là hợp với các anh em nào mà đi làm trong thời tiết thu đông, xịt chai nước hoa này thì rất là ok, rất là phù hợp. Mình muốn giới thiệu để cho các anh em Prada Lone Intense. Còn với số này ở độ tuổi trên 23 này, chúng ta nên sử dụng chai nước hoa nào khi đi ra ngoài đi chơi? Thì hai chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho anh em, và mình cũng không giới thiệu, mình không nói quá nhiều chi tiết, đó là Dior Sauvage Eau de Toilette và Montblanc Individual. Hai chai nước hoa này các anh em xịt và cứ tự tin mà lên đường thôi, mình không cần phải nói nhiều về mùi hương hai chai nước hoa này nữa. Còn chai nước hoa sử dụng trong thu đông để đi chơi, chúng ta nên sử dụng chai nước hoa nào? Thì ở đây mình muốn giới thiệu đến cho các anh em hai chai nước hoa, đó là CH Men Privé và Replica by the Fireplace. CH Men Privé thì mình đã nói ở video trước rồi, đây là chai nước hoa anh em cứ tự tin mà xịt để đi chơi, bởi vì mùi hương của nó rất là khá là hợp với thu đông, đặc biệt là những ngày cực lạnh thì chúng ta xịt chai nước hoa này rất là phù hợp. Và nó khi mà các chị em ngửi, cái phản ứng của các chị em ngửi khi mùi chai nước hoa này cũng rất là ok đó. Còn chai nước hoa thứ hai đó là Replica by the Fireplace. Mùi hương chai nước hoa này các anh em hình dung giống như lên Sapa khi mà chúng ta ở đó người ta bán cái hạt đậu rẻ và nướng ấy đó. Cái mùi hương này nó cũng tương tự như thế, cái mùi hạt rẻ nướng cộng với ngọt, vị ngọt của bơ người ta quyện vào khi mà người ta nướng để bán cho chúng ta, thì cái mùi hương chai nước hoa lại như thế. Và mình nghĩ là trong cái thu đông, cái thời tiết này, cái mùi hương thơm và cái một chút hơi khét khét của nướng, của vị hạt rẻ đấy cũng rất là hay, cũng rất là thú vị. Do đó mình muốn giới thiệu cho anh em Replica by the Fireplace. Và cuối cùng khi mà bắt đầu khoảng tầm từ 29 đổ lên, lúc đó là chúng ta đã có cái sự già dặn, đã có cái sự chín chắn rồi, thì nên sử dụng mùi hương chai nước hoa nào? Ở đây mình muốn giới thiệu đến cho anh em ba chai nước hoa. Đầu tiên đó là Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. Rất lâu rồi mình mới nhắc đến chai nước hoa này. Nhưng mà mùi hương chai nước hoa này thì mình nghĩ là rất là nhiều anh em biết, và nếu mà không cho nó vào trong list thì cũng hơi đáng tiếc. Bởi vì đây cũng là một trong những chai nước hoa mà chúng ta chỉ cần xịt và không cần phải lo sợ là mọi người có ghét mùi hương này không, vì nó cái tính an toàn của nó rất là cao, rất cao. Và đây là cái điểm mà mình đánh giá chai nước hoa này cao nhất. Do đó chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu với anh em khi mà chúng ta đã có sự chín chắn, có sự mà gọi là trưởng thành rồi, thì Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. Và chai nước hoa thứ hai mình muốn nói đó là Narciso Don't You Guess For Him. Cái mùi hương xạ nó tạo nên cái nét điềm đạm của người đàn ông, nhưng mà nó không thô ráp mà nó vẫn tạo nên cái cảm giác của người ngửi đó, được giống như kiểu được cho các chị em ấy, khi mà được ngửi cái mùi hương này nó giống như kiểu nó được bao bọc, mình cảm giác là như thế. Và nếu như anh em nào mà không thích cái sự quá ngọt ngào của Dolce & Gabbana The One mà thích cái một cái gì đấy nó điềm đạm hơn, nó chín chắn hơn và vẫn không mất đi cái sự ngọt ngào, thì Narciso Rodriguez For Him là cái sự lựa chọn của các anh em. Và cuối cùng, nếu như anh em nào yêu thích một cái phong cách cổ điển classic, thì Dior Sauvage Eau de Parfum
là một trong những sự lựa chọn mình muốn giới thiệu cho anh em. Đấy là cái mùi hương rất là ấm áp, rất là cổ điển. Do đó nếu như các anh em nào đang muốn hướng đến một cái phong cách mà giống như kiểu là áo comble mùa đông, thì chúng ta khoác thêm một cái tấm khăn choàng qua, giống như kiểu giống như các cái nhà tài phiệt người ta hay yêu thích cái phong cách như thế, thì Dior Eau Sauvage Eau de Parfum là một trong những phụ kiện mà các anh em nên có. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến các anh em những cái chai nước hoa mà nó phù hợp theo từng độ tuổi của chúng ta. Rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như anh cảm thấy video quan trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.